ngay đối với lại bộ y học cổ truyền. Tuy nhiên phải đến năm vừa rồi là có những nghiên cứu chính thức, chúng tôi xin được đề tài nghiên cứu chính thức thì chúng tôi mới có bộ y học cổ truyền mới có những cái công bố chính thức. Chứ trên thế giới là người ta ngừng sử dụng những cái vị thuốc có hoạt chất hydrochloric từ 2004 rồi. Anh chị có thấy là mình có muộn màng không ạ? Quá muộn màng rồi. Vâng, nhưng mà với tâm huyết nghề nghiệp thì chúng tôi cũng rất muốn là mang những kiến thức mà chúng tôi thu thập được để trao đổi với anh các chị. Và cuối cùng là cũng xin cảm ơn các anh chị, cũng mong rằng là những kiến thức của chúng tôi trao đổi với anh các chị có thể về trao đổi với các đồng nghiệp tại các bệnh viện để